Seneca, Những bức thư đạo đức, cuốn sách triết học thực hành về chủ nghĩa khắc kỷ. Đừng bỏ lỡ cơ hội trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu cuốn sách này. Hãy truy cập ngay Spyroom Store trên Shopee để đặt hàng. Alo, 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 các bạn đã biết chúng mình mới có kênh Spyroom giải trí hay chưa? Đây là một dự án mới toanh của nhà nhện, tập trung vào các nội dung chất lượng về sách, truyện, phim, game, manga, anime và vô vàn hoạt động giải trí khác, vừa thú vị lại còn hấp dẫn và cực kỳ độc đáo. Nếu chưa subscribe kênh thì nhanh chóng click vào đây để đón chờ những video chất như nước cất trong thời gian sắp tới nha. Đây là bài viết trò chuyện chút về kỹ thuật giải phóng cảm xúc Emotion Free Technique EFE Tapping của tác giả Monet Monet đăng trên Spyroom.com. Còn mình là Nguyễn Lê Minh Thi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu bài viết này nhé. EFT là kỹ thuật đã giúp mình rất nhiều trong việc cải thiện chứng nghiện ăn, cũng như cảm giác lo âu, bất an mỗi khi phải chờ đợi. Thậm chí, EFT đã từng giúp mình giải phóng những dằn vặt hình thành vào thời điểm cô ruột của mình qua đời, năm lớp 8. Đám tang năm đó, tất cả đều bày tỏ thương tâm với vụ tai nạn của cô. Tất cả người quen lẫn người ngoài đều xót xa trước sự qua đời của một bác sĩ liêm chính, hiền lành và tử tế, chỉ vì vài phút lái xe ẩu đả của thanh niên ngáo đá. Cô mình bị đâm bởi một chiếc ô tô, kéo lê một quãng dài ngay trước cửa nhà. Hôm đó là ngày anh họ mình được tin đỗ đại học. Cô đang trên đường đi làm, nghe tin, liền vui mừng quay về nhà lấy hoa quả để cùng đồng nghiệp chia vui. Ai ngờ, đấy cũng là lúc vụ tai nạn cướp đi mạng sống của cô, làm biến dạng toàn thân thể, đến mức mình không thể nhận ra người cô yêu quý đã chăm sóc và thương yêu mình suốt những năm không ở cạnh bố mẹ. Vậy nhưng, mình không hiểu vì sao thời điểm đó, mình không thể rơi một giọt nước mắt, không cảm thấy đau nghẹn xót xa, chết đi sống lại như lúc ông nội mất. Mình kết luận bản thân mình, quả là đứa vô tâm vô tình, máu lạnh đến đáng ghét và sống với suy nghĩ đó đến mười mấy năm. Mỗi lần ai đó nhắc về cái chết của cô, mình đều thấy xấu hổ và dằn vặt hết mực. Hai tháng trước, sau khi sử dụng EFT và có nhiều kết quả tích cực, mình quyết định dùng phương pháp này để đối diện với sự dằn vặt đó, gọi tên nó, giải phóng nó. Trong 30 phút thực hành kỹ thuật này, mình khóc rất nhiều. Mình đã nói không biết bao nhiêu lời xin lỗi với cô và với chính cả bản thân trong quá khứ. Mình cứ thực hành liên tục cho đến khi bên trong không còn phán xét, cho đến khi mình thực sự nhận ra việc mình có khóc hay không, không phản ánh điều gì về nhân cách của mình và rằng mình thương cô đến cùng cực, cho đến khi mình ngỡ ngàng nhận ra rằng thời điểm đó, chính vì mọi người thân đều gục ngã nên mình chẳng còn cách nào khác ngoài việc nén đau khổ vào bên trong. Mình cũng nhớ lại khoảnh khắc duy nhất mình khóc ngất trên tay bản thân khi thấy cơ thể của cô bị biến dạng. Mình tha thứ cho bản thân, ôm ấp chính mình thời điểm đó và trả lại sự bình yên cho hiện tại. Trước đó, mình đã dùng EFT Tapping để giải phóng những phán xét của chính mình về chiếc đùi và cặp mông nảy nở quá đà, cắt những cơn thèm ăn đáng sợ chỉ để khỏa lấp nỗi cô đơn và thiếu an toàn, và cả những cơn nư, lo lắng mỗi lúc người yêu về muộn, đến chậm. EFT đã giúp mình nhận ra đằng sau tất cả những điều đó đều là những nhu cầu chưa được đáp ứng, những vấn đề bị lãng quên và cho phép mình ôm ấp tất cả chúng. Sau khi thực hành EFT 6 tháng, bạn bè mình ai cũng nói mình trẻ ra, sáng hơn và tươi hơn so với trước. Với mình, phương pháp này không quá khó để thực hiện và rất phù hợp cho các bạn khó kiểm soát cảm xúc, dễ burn out hoặc các bạn cảm thấy khó biểu lộ cảm nhận hay cảm thấy thờ ơ. Bất cứ là trạng thái nào, EFT cũng có thể hỗ trợ một phần để bạn chạm gần hơn với những cảm xúc bên trong, dù là nhỏ nhất, và lắng nghe điều chúng đang cố gắng nói với bạn. Cảm xúc khi được ghi nhận sẽ luôn là những chỉ dẫn thông tuệ bên trong. Cảm xúc tiêu cực nhắc nhở về một nhu cầu ẩn sâu chưa được thỏa mãn, cảm xúc tích cực thì ngược lại. EFT là phương pháp điều trị thay thế cho các cơn đau thể chất hoặc vấn đề tinh thần, được phát triển bởi Gary Craig, một tác giả sách, thạc sĩ lập trình ngôn ngữ thần kinh và cũng là một kỹ sư tốt nghiệp Stanford. Bác Gary cũng được đào tạo và hứng thú về các hình thức tâm lý học năng lượng khác. Khi mình đọc trên website emofree.com thì bác cũng nói phương pháp này được phát triển từ năm 1995 nhưng đến nay vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Bác khuyến khích sử dụng phương pháp này như một công cụ hỗ trợ và nên tham khảo ý kiến bác sĩ tâm lý của bạn nếu có. Đối với mình và với những người mình biết, phương pháp này giúp cải thiện rất nhiều đời sống của họ cũng như các vấn đề trong quá khứ.
mình đã gặp không dưới 20 người đồng hành khi thực hiện phương pháp này. Một số đã rất ngạc nhiên là chỉ với vài điểm gõ trên cơ thể, họ có thể bật khóc và nhớ về một khung cảnh quá khứ đầy sống động như thế. Với vấn đề hay bỏ cuộc giữa chừng, một cô gái đã tìm thấy nguyên nhân đến việc bị sàm sỡ từ thuở bé. Với vấn đề không thể từ chối cho vay, một chị trung niên đã nhận diện và xoa dịu nguyên nhân đến từ mối quan hệ tài chính giữa chị và mẹ. Và với vấn đề hay bị dính vào mối quan hệ độc hại, một chàng trai đã phát hiện ra ngay từ nhỏ anh đã bị kéo vào làm người chịu trách nhiệm phân giải cho những cuộc cãi vã giữa mẹ và các bác. Tất cả đều là sự quan sát và trải nghiệm của cá nhân mình với EFT, nhưng mình thật sự biết ơn phương pháp này. Mình đặt tên bài viết là trò chuyện vì muốn chia sẻ về hành trình riêng hơn là dạy dỗ một ai đó. Hy vọng khi đọc bài này, bạn có thêm thông tin hoặc hứng thú để chủ động nghiên cứu và biết đâu có thể thực hành phương pháp này cũng như nhận được kết quả tốt đẹp. Dành cho những bạn quan tâm về kỹ thuật này thì mình giải thích một chút về EFT như sau nhé. Phương pháp này thông qua việc gõ, tapping vào các huyệt, điểm năng lượng quan trọng trên cơ thể, từ đó nhận diện các cảm xúc tiêu cực, khôi phục sự cân bằng năng lượng trên cơ thể bạn, giúp giảm các triệu chứng tiêu cực trên cơ thể cũng như tinh thần. Phương pháp này kết hợp cả y học cổ truyền, tác động đến các kinh mạch, khu vực năng lượng của cơ thể lưu thông bằng cách gõ đầu ngón tay để từ đó gửi tín hiệu đến não, giúp giảm căng thẳng hoặc dẫn dắt bạn đến các nguyên nhân sâu xa. Để thực hành, bạn có thể xem xét và tham khảo cách mình vẫn làm như sau. Thực hiện ít nhất 2 tuần liên tiếp. 1. Xác định vấn đề bạn đang gặp phải. Một trạng thái cảm xúc bùng lên và bạn biết nó có thể gây trải nghiệm tệ hay một quá khứ khi nghĩ về nó bạn thấy không thoải mái. 2. Lựa chọn thực hành. EFT giúp cắt cơn, phù hợp khi bạn muốn ngay lập tức tĩnh tâm trước các hiện tượng sau, lên cơn thèm, nghiện làm một điều gì đó bất thường, có hại cho bạn như là ăn uống vô độ, dùng điện thoại, chơi điện tử, v.v. hoặc nổi lên một cảm xúc quá mạnh mẽ, hoảng loạn, âu lo, tức giận điên cuồng, mất kiểm soát. Cách làm: ngay lập tức tìm một nơi yên tĩnh, có thể là nhà vệ sinh, phòng ngủ, v.v. Thực hiện lời cam kết với bản thân bằng cách gõ vào má bàn tay theo mẫu. Mặc dù tôi đang, cộng với, cơn, nhưng tôi hoàn toàn yêu thương và chấp nhận chính mình. Nói bằng miệng hoặc tự nhủ như vậy 3 lần. Bắt đầu thực hiện gõ các điểm, đầu chân mày, đuôi mắt, bọng mắt, nhân trung. Nhân trung là phần dưới mũi và trên môi trên. Giữa cằm, hõm của cổ, nơi có đầu xương quai xanh, dưới nách, trên đỉnh đầu, với điều kiện gõ theo thứ tự và lặp lại nhiều vòng. Với mỗi điểm chỉ gọi tên một cảm xúc, cảm giác, suy nghĩ, cảm nhận, hình ảnh, ký ức xuất hiện bất kỳ ngay thời điểm bạn gõ vào đó. Gọi tên mà không phân tích, đánh giá, phán xét, lựa chọn, giải thích vì sao, chỉ gọi tên và tiếp tục gõ thôi. Không nhất thiết mọi thứ phải liên quan đến nhau, bạn chỉ cần ghi nhận những thứ đang xuất hiện. Kết thúc gõ khi bạn thấy cơn qua đi. Kết thúc bằng cách thực hiện một vòng. Tôi thấy nhẹ nhàng hơn rồi, tôi đã không còn cộng cơn, tôi yêu và chấp nhận bản thân mình, tôi bình an với hiện tại. Bạn có thể gọi tên thành tiếng là tốt nhất, hoặc tự nhủ trong đầu cũng được, miễn là bạn nhận diện những cảm xúc, hình ảnh, ký ức, suy nghĩ hiện lên. Kể cả việc bạn thấy lo lắng với việc gõ sai điểm, sai thứ tự hoặc chưa thấy gì, cũng cứ đọc chúng lên và tiếp tục gõ. Quan sát tách rời, xem phim đời mình. Sử dụng khi bạn muốn xử lý một quá khứ nào đó khiến bạn cảm thấy vẫn có cảm xúc tiêu cực, không vui khi nhớ về hoặc một vấn đề nào đó lặp đi lặp lại ở hiện tại mà bạn tin rằng sự kiện quá khứ đã hình thành nên nó. Đó là những ký ức bình thường hoặc không bình thường đều được. Hãy ghi nhận chúng. Trong tâm lý học, sang chấn nhỏ hay lớn đều cần được ghi nhận. Sang chấn nhỏ có thể không là vấn đề với tâm trí người trưởng thành, nhưng có thể là điều rất tệ với tâm trí của những em bé, chính bạn trong quá khứ. Cách làm: tìm một nơi yên tĩnh, có thể là nhà vệ sinh, phòng ngủ. Mở nhạc nhẹ nhàng, piano hoặc các bản nhạc thiền nếu muốn. Lựa chọn, nhớ về các ký ức đó. Thực hiện cam kết bằng cách gõ vào má bàn tay theo mẫu. Mặc dù tôi có, cộng, ký ức, nên nói rõ về ký ức cảm xúc và ảnh hưởng của nó nếu bạn biết. Nhưng tôi sẵn sàng đối diện và giải phóng nó, nhân 3 lần. Nếu không biết về ký ức đó, bạn chỉ cần đọc tên vấn đề hiện tại. Mặc dù tôi không biết điều gì trong quá khứ đã khiến tôi gặp phải vấn đề hiện tại, nhưng tôi sẵn sàng đối diện và giải phóng nó, nhân 3 lần. Bắt đầu thực hiện gỡ các điểm, đầu chân mày, đuôi mắt, bọng mắt, nhân trung, giữa cằm, hõm giữa cổ, dưới nách, trên đỉnh đầu, với điều kiện. Gỡ theo thứ tự và lặp lại nhiều vòng và quan sát ký ức ở vị trí người thứ ba, bởi vì bạn đang xem bộ phim cuộc đời mà. Hãy đọc thành tiếng tên các nhân vật trong hoàn cảnh đó đang làm gì. Với mỗi điểm chỉ gọi tên thành tiếng, khi mệt có thể gọi trong đầu nhưng ưu tiên thành tiếng hơn.
một cảm xúc, cảm giác, suy nghĩ, cảm nhận, hình ảnh, ký ức, nên bắt đầu bằng việc mô tả các hình ảnh, ký ức. Gọi tên mà không phân tích, đánh giá, phán xét, lựa chọn. Không nhất thiết mọi thứ phải liên quan đến nhau, bạn chỉ cần ghi nhận những thứ đang xuất hiện. Khi đã hòa vào ký ức, hãy hỏi xem bạn ở trong ký ức đó đang mong đợi điều gì và cho phép mình, bạn ở hiện tại làm điều đó cho nó. Bạn trong ký ức có thể ở bất cứ độ tuổi nào, nhưng đều là em của bạn. Bạn là đạo diễn và toàn quyền làm mọi thứ, dù điên rồ nhất, trong ký ức đó. Kết thúc gõ khi bạn cảm thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Kết thúc bằng cách thực hiện một vòng. Tôi thấy nhẹ nhàng hơn rồi, tôi đã bình an với ký ức đó, tôi yêu và chấp nhận bản thân mình. Không gõ quá 45 phút và thường chỉ 10 phút thôi, bạn đã nhận thấy kết quả. Mình rất sẵn lòng nếu bạn muốn chia sẻ hoặc tìm hiểu thêm về phương pháp này nhé. Trò chuyện thêm với mình tại đây, cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc bài. Và đó chính là bài viết trò chuyện chút về kỹ thuật giải phóng cảm xúc Emotion Free Technique EFT Tapping của tác giả Monet Monet đăng trên spiral.com. Đường link của bài viết này nằm ở dưới phần description, các bạn có thể tự tìm đọc nó. Và nếu như các bạn thích những nội dung như thế này thì hãy đăng nhập vào spiral.com để tìm đọc thêm nhé. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.